Vâng, xin kính chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay là một ngày vô cùng tuyệt vời, hôm nay là một ngày cuối năm. Bác sĩ Phong UST Hải Phòng xin gửi lời chúc sức khỏe, chúc tất cả các cô chú, các anh chị có một năm cũ thành công và cùng chào đón năm mới với nhiều thành công mới, với những nhiều hạnh phúc mới và nhiều dự định mới. Và ngày hôm nay, bác sĩ Phong UST Hải Phòng xin trân trọng giới thiệu tất cả các quý cô chú, các anh chị, nhất là các cổ đông của tập đoàn UST. Hôm nay chúng ta sẽ cùng giao lưu với nhau với một chủ đề tổng kết cuối năm 2022, những thành quả và những cái mục tiêu, những kết quả đã đạt được trong năm 2022 của tập đoàn UST cũng như những cổ đông của UST trên toàn quốc. Và ngày hôm nay bác sĩ Phong trân trọng được giới thiệu với lại tất cả các cô chú, các anh chị một người em đã dìu dắt, đã hỗ trợ bác sĩ Phong trong con đường sự nghiệp, xây dựng sự nghiệp với tập đoàn UST ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng chờ đón một người em là một thủ lĩnh rất là xuất sắc trong cộng đồng UST Việt Nam, đó là Top Expert Minh Tuyến. Không biết Top Expert Minh Tuyến có đang theo dõi được video này không? Nếu Top Expert Minh Tuyến đang theo dõi video này, hãy comment để bác sĩ Phong biết và sẽ mời Top Expert Minh Tuyến là một chuyên gia trong lĩnh vực UST. Anh đã cực kỳ tâm huyết với tập đoàn UST từ năm 2018. Và Top Expert Minh Tuyến cũng là người đã sang bên Narut cùng với lại bác sĩ Phong năm 2019. Và bác sĩ Phong xin 1 phút 30 giây để giới thiệu lại về mình. Video này sẽ tiếp cận với rất nhiều các cô chú, anh chị em cổ đông của UST mới cũng như là các khách hàng, những đối tác đang mong muốn tìm hiểu tập đoàn UST như thế nào. Bác sĩ Phong tên đầy đủ là Nguyễn Trung Phong, sinh năm 1982, sinh ra tại một nhà gia đình nghèo tại vùng núi tỉnh Quảng Ninh với ba anh chị em, và gia đình tôi là nghèo bền vững, nghèo ba đời luôn đấy ạ. Và sinh ra tại vùng núi nên ở đó chúng tôi rất là khát khao được học tập. Vì vậy bác sĩ Phong học 3 năm mới tốt nghiệp lớp 1 tại vùng núi tỉnh Quảng Ninh. Do học quá xuất sắc vậy nên là bố mẹ bác sĩ Phong đã quyết định chuyển bác sĩ Phong về với lại quê ngoại ở Kim Thành, Hải Dương. Và tại quê ngoại Kim Thành, Hải Dương thì Phong quá trình phấn đấu thì cũng rất là may mắn là năm thi đại học thì đỗ một lúc 3 trường đại học. Và bác sĩ Phong đã chọn trường Đại học Y Dược Hải Phòng làm nơi xây dựng sự nghiệp của mình. Sau 6 năm học tại Đại học Y Dược Hải Phòng thì Phong tốt nghiệp và ra trường, có trở về quê hương công tác, quê hương Kim Thành để công tác trong lĩnh vực y tế của Bệnh viện Đa khoa huyện Kim Thành. Và tại đây thì Phong tiếp tục dành 4 năm để đi học chuyên ngành răng hàm mặt. Và sau cũng thời kỳ học chuyên ngành răng hàm mặt thì Phong đã chuyển công tác xuống Viện Y học Biển Việt Nam, là một bệnh viện trực thuộc của Bộ Y tế có trụ sở làm việc tại thành phố Hải Phòng. Và tại đây thì Phong cùng với lại các anh chị em cộng sự của mình đã xây dựng một chuỗi 6 phòng khám nha khoa ở Hải Dương và ở Hải Phòng. Cũng trong thời kỳ đó Phong có kinh doanh thêm lĩnh vực nhà hàng và kinh doanh mở công ty về năng lượng mặt trời. Và Phong đi học tất cả các lớp phát triển bản thân và đọc rất là nhiều sách về kinh doanh. Và Phong biết đến cái cơ hội đầu tư cổ phần của tập đoàn UST. Và cơ may năm 2019 Phong cùng với lại 26 anh chị em cổ đông ở Việt Nam sang thăm tập đoàn và làm việc với lại ban lãnh đạo cũng như là chạy trải nghiệm trực tiếp con tàu ở công viên Eco Lake Park ở bên Belarus. Và khi được trải nghiệm cái con tàu Skyway này thì Phong nhận thấy đây là một cơ hội vô cùng tuyệt vời, có thể giúp bác sĩ Phong cũng như là gia đình mình, trong dòng họ nhà mình có thể trở nên giàu có hơn, hạnh phúc hơn, tự do hơn thông qua việc nắm giữ cổ phần của tập đoàn UST. Vì vậy bác sĩ Phong đã từ đó đến nay đã giúp cho rất nhiều các cô chú, anh chị em trong họ hàng nhà mình cũng như là những người thân, bạn bè trong cộng đồng mà bác sĩ Phong tham gia đã biết đến cái cơ hội này và sở hữu cổ phần của tập đoàn này. Ngày hôm nay với mong muốn là bác sĩ Phong muốn lan tỏa được hơn nữa, nhiều hơn nữa cái dự án này tới tất cả các quý cô chú, các anh chị ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới để ủng hộ cái công nghệ này càng sớm đi vào thực tiễn, càng sớm đi vào cuộc sống thì điều đó thực sự là có giá trị. Vì vậy bác sĩ Phong sẽ lan tỏa được cái dự án này, mong muốn lan tỏa dự án này, mượn sức Internet để có thể lan tỏa được nhanh hơn. Và ngày hôm nay là một ngày cuối cùng của năm 2022. Bác sĩ Phong có mời một thủ lĩnh rất là xuất sắc, nhiệt huyết và cực kỳ trí tuệ trong cộng đồng UST Việt Nam. Đó là Top Expert Minh Tuyến để lên có thể giao lưu, chia sẻ
những cái tổng kết mà anh đã đạt được trong năm 2023, cũng như là qua cái video của Ngài Chủ tịch đã đưa những cái tổng kết của UST, tập đoàn UST. Tuy nhiên cũng rất nhiều anh chị em cổ đông đã đọc cái, đã xem cái video đó, nhưng tuy nhiên chúng ta có thể chưa hiểu hết những cái ý nghĩa sâu xa ở trong trong cái video đó. Nên ngày hôm nay bác sĩ Phong mời Top Expert Minh Tuyến có thể lên giao lưu với tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn, và cùng nhau chia sẻ, cùng nhau tìm hiểu xem những thành quả đạt được của chúng ta trong năm 2022 là gì. Và trong video đó thì Chủ tịch có nói một chút về những cái kế hoạch của năm 2023. Và chúng ta cùng chào đón Top Expert Minh Tuyến, đúng không ạ? Và Top Expert Minh Tuyến đã sẵn sàng nên giao lưu với lại các cổ đông của UST Việt Nam chưa ạ? Nếu Top Expert đã sẵn sàng thì có thể comment chữ SS để bác sĩ Phong có thể mời Top Expert lên ạ. Và để Top Expert, trong khi Top Expert lên thì bác sĩ Phong sẽ mở nhạc chào đón năm mới cho các cô chú chị nghe chút xíu nhá. Và các cô chú hãy thả nhiều like, nhiều tim nữa đi ạ. Hãy thả nhiều like, nhiều tim nữa để Top Expert Minh Tuyến mới xuất hiện ạ. Rồi, cảm ơn Top Expert đã xuất hiện. Và chúng ta cùng thả nhiều like, nhiều tim nữa để chào đón Top Expert Minh Tuyến ạ. Và thưa các anh chị hãy giúp bác sĩ Phong cũng như là Top Expert Minh Tuyến có thể lan tỏa được cái video này tới thật là nhiều các cô chú, các anh chị, đặc biệt là các cổ đông của UST. Vì vậy hãy chia sẻ video này lên tường Facebook, Zalo của anh chị đi ạ. Hãy chia sẻ vào các hội nhóm mà có các cổ đông của UST, cũng như những người mà mong muốn trở lên giàu có, hạnh phúc, mong muốn đạt được tự do và mong muốn tìm hiểu cơ hội đầu tư UST để có thể nhận được nhiều giá trị từ Top Expert Minh Tuyến ạ. Và bác sĩ Phong sẽ mời Top Expert. Hình như Facebook của bác sĩ Phong nó đang đang khóa cái chức năng mời người tham gia. Top Expert Minh Tuyến có thể gửi lời tham gia cho Facebook của bác sĩ Phong đi ạ. Bác sĩ Phong đang Facebook, hình như anh Facebook anh ấy đang khó ở nên là không cho phép mời, hoặc là Top Expert nổi tiếng quá nên là anh Facebook anh không cho mời. Top Expert Minh Tuyến có thể ấn vào cái chỗ tham gia giao lưu cùng đi ạ, cái chỗ hai người đó. Và bác sĩ Phong sẽ đồng ý để cho Top Expert Minh Tuyến lên thì mới có thể lên được. Vì vậy bác sĩ Phong nó Facebook đang hạn chế tương tác nên là không gửi lời mời tới Top Expert Minh Tuyến được ạ. Chúng ta sẽ cùng nhau nghe nhạc chào đón năm mới một chút xíu để chúng ta sẽ có cái năng lượng mới cho năm mới nha. Minh Tuyến có thể gửi lời mời tham gia ghép đôi với lại bác sĩ Phong đúng không ạ? Hello chị Khuyên. Hình như hôm nay chị Khuyên cùng với lại anh em cổ đông ở bên Bắc Linh đang di chuyển lên Hà Nội để học một cái lớp học về vừa là phát triển bản thân, vừa là tìm hiểu kỹ hơn về cơ hội và tập các thông tin. Minh Tuyến ấn rồi mà sao bác sĩ Phong không nhận được cái lời mời nào nhỉ? Bác sĩ Phong không mời được một top Minh Tuyến. Nó ghi là thích này, phản hồi này, cấm và cấm đăng này. Đấy, mọi khi nó sẽ có cái phần là mời lên đó. Anh chấp nhận lời mời đi. Ok, đây rồi. Nhận được. Cảm ơn Top Expert Minh Tuyến. Chào Việt Thắng nhá, chào Nguyễn Lan, chào Nguyễn Khuyên. Bác sĩ Phong chấp nhận lời mời rồi đó. Có lẽ các anh chị phải thả là nhiều like, nhiều tim nữa thì mới có thể mời Top Expert Minh Tuyến lên giao lưu và chia sẻ cái những cái kiến thức giá trị trong cái video của tập đoàn được ạ. Chào Minh Toán nhá, chào Việt Thắng. Anh chấp nhận lời mời rồi đấy Minh Tuyến. Chả lẽ là anh Facebook anh ấy người nổi tiếng quá hay không cho lên à? Không cho. Nào, chúng ta cùng nghe nhạc tí vậy. Hello cô Nó Kim. Hello cô Nó Kim.
Chào Nguyễn đi nha. Có lẽ tốt Minh Tiến quá nổi tiếng nên là có lẽ là không đây có lời mời cho phép đối tượng cho phép tham gia buổi phát trực tiếp. Minh Tuyến chấp nhận. Ok, chấp nhận. Minh Tuyến tham gia buổi phát trực tiếp, nếu chấp nhận họ có thể tham gia với lựa chọn bật video hoặc chỉ âm thanh, vì bạn đặt đối tượng là mọi người lên bất kỳ ai có thể thêm đúng không ạ? Ok, đang thêm không biết có được hay không, hoặc là do hệ thống mạng. Hello Lan Ngọc. Đấy, nó anh trên màn hình nó ghi là đang thêm Top Expert Minh Tuyến lên, nó cũng có thể là hệ thống mạng hoặc là hệ thống mạng. Anh chị nghe rõ không ạ? Các anh chị nghe rõ không ạ? Nếu các anh chị nghe rõ hay comment số 1 thì nó sẽ không biết là hệ thống mạng vẫn bình thường ạ. Có thể Minh Tuyến kiểm tra lại mạng của bên mình xem, nó vẫn đang ghi là đang thêm, đang mời em lên đó. Nếu chị nghe rõ video này thì hãy comment số 1 đi ạ. Chào Mỹ, chào My nha. Cảm ơn anh Minh Toán đã comment số 1, chứng tỏ là hệ thống internet của chỗ bác sĩ Phong vẫn đang bình thường ạ. Cô Lọc Kim nghe rõ, Đặng Giang nghe rõ. Vậy là hệ thống internet ở chỗ bác sĩ Phong vẫn rất là bình thường, đúng không? Có lẽ là hệ thống mạng ở bên chỗ Top Expert Minh Tuyến đang ở văn phòng thì phải. Nếu văn phòng thì sợ là nhiều nhiều người truy cập internet quá nên là nó mãi chưa kết nối được với lại Top Expert Minh Tuyến. Em gửi yêu cầu mãi rồi mà không được. Đây, bác sĩ Phong đang chấp nhận đấy mà. Chấp nhận rồi đó. Nó vẫn là đang, nó đang báo là đang thêm Minh Tuyến. Anh chấp nhận rồi đó. Nhưng mà có lẽ là mạng internet bên internet bên bác sĩ Phong thì vẫn đang rất tốt đúng không ạ? Các cô chú anh chị vẫn đang nghe rõ đúng không ạ? Ngày cuối năm có lẽ là nhiều người gửi lời chúc mừng quá đúng không? Rồi sẽ chấp nhận lại lần nữa nào. Thính giả Minh Tuyến mời, lời mời chấp nhận đấy rồi, không có được. Các anh chị ấy chắc là chưa đủ người vì Top Expert nó rất là giá trị nên là các anh chị phải phải mời thêm người nữa đi ạ. Các anh chị mới phải mời thêm người nữa thì khi đủ người thì anh Mark Xoan anh ấy mới cho phép người nổi tiếng xuất hiện đấy ạ. Chào Phạm Thị Kim Anh. Anh Mark Xoan không cho lên rồi anh ơi, chắc vậy rồi. Chắc là người nổi tiếng Facebook nó không cho lên hay sao ấy. Đúng rồi, chắc là người nổi tiếng quá nó không cho lên rồi. Vậy ai có thể đưa lên nhỉ? Mời ai có thể lên livestream cùng ghép đôi với bác sĩ Phong xem là tổng kết năm 2022 á. Tập đoàn UST chúng ta có những thành quả gì? Các anh chị ai là những người mà có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực đó có thể gửi lời mời kết bạn với bác sĩ Phong để vì Top Expert Minh Tuyến có lẽ là người nổi tiếng quá nên là anh Mark Xoan anh ấy không muốn cạnh tranh với anh ấy. Anh Huy Thiệp, mời anh Huy Thiệp có thể lên giao lưu với lại các cô chú anh chị em bạn bè của bác sĩ Phong trên Facebook đó nhỉ. Và các anh chị chắc là chưa đủ lượt người theo dõi nên là anh Facebook anh chưa cho Top Minh Tuyến lên ạ. Bác sĩ Phong gửi lời mời với lại anh Huy Thiệp xem. Mời anh Huy Thiệp nhé. Anh Huy Thiệp là một người Anh rất là trí tuệ và rất là đẹp trai ở trong cộng đồng đọc sách với lại bác sĩ Phong. Trong cộng đồng đọc sách lúc 5 giờ sáng ở tại đây thì chúng tôi thường xuyên có những buổi giao lưu trao đổi kiến thức, và hiện tại câu lạc bộ đọc sách thì đang đọc bộ sách Dạy Con Làm Giàu, đang đọc đến cuốn tập 3 là cuốn hướng dẫn tất cả các cô chú anh chị trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp. Nếu các cô chú các anh chị mong muốn là tìm hiểu được những kiến thức hay trong bộ sách Dạy Con Làm Giàu thì có thể tham gia câu lạc bộ đọc sách với lại chúng tôi vào lúc 5 giờ sáng hàng ngày trong tuần và thứ bảy và chủ nhật. Thì thông thường chúng tôi sẽ có những cái buổi ngoại khóa nâng cao, sẽ phục vụ những cái chuyên đề mà trong chỉ trong lĩnh vực là phát triển bản thân, kinh doanh và đầu tư.
để giúp tất cả các cô chú các anh chị có thêm những cái kiến thức, trang bị thêm những cái kiến thức trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh, để giúp cho tất cả các cô chú các anh chị có những cái kiến thức trong thành công trong sự nghiệp của mình. Không có câu trả lời là từ các mẹ, anh gửi lại lời mời cho em xem nào. Đây anh mời đây. Rồi, thêm nhá. Đấy, anh gửi mời lời và thêm rồi đấy. Kết nối không thành công. Đấy, nó vẫn ghi là kết nối không thành công. Có lẽ là anh Facebook này anh lại khó ở rồi. Bình thường thì nó sẽ có cái phần là thích, phản hồi và mời người tham gia. Mà đây thì lại không tham gia được. Đấy, anh gửi lời mời lần nữa nhá, Minh Tuyến nhá. Minh Tuyến thử 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 xem lại mạng của bên mình xem có thể di chuyển chỗ nào khác mạng được không? Vì là ngày hôm qua Phong làm ba video thì vẫn có thể thêm, vẫn có thể mời các cô chú anh chị em vào tham gia được. Hoặc là hôm nay anh mắc xoăn anh ấy lại cuối năm anh khóa thử một ngày à? Thế thì chắc là vì lý do này nên chắc là sang năm 2023 bác sĩ Phong sẽ giảm bớt lịch lên sóng nhá. Ngày lên sóng có lẽ là 2 lần thôi, chứ là ngày lên sóng 3 lần nhiều quá, chắc anh mắc xoăn anh ấy cạnh tranh ấy không muốn cho lên sóng nhiều quá. Hoặc là hôm nay chưa đủ năng lượng ạ, các anh chị hãy thả like thả tim nhiều nữa đi ạ. Vâng, nếu mà chúng ta không phải do mạng đâu anh nhé, ok, có lẽ là em thay 2 mạng rồi vẫn thế, cả 4G và wifi thì chắc là có lẽ là anh Mắc Son anh ấy đang ghen tị với bác sĩ Phong đúng không? Vì mấy ngày hôm nay nổi sóng trên Facebook nhiều quá nên anh ấy không kiếm được tiền từ bác sĩ Phong, nên chắc là mà anh ấy đang bóp tương tác để giảm bớt cái sự ảnh hưởng của bác sĩ Phong trong cộng đồng OT đúng không? Chính vì vậy các anh chị thả like thả tim nhiều nữa đi thì bác sĩ Phong sẽ gì ạ? Sẽ có năng lượng để nói cho anh chị biết chúng ta đã có những cái gì. Vâng, năm 2023 sắp tới rồi, xin kính chúc tất cả các cô chú các anh chị theo dõi được video này một năm mới thật là nhiều mục tiêu mới, những thành công mới và những dự định của các cô các chú các anh chị trong năm 2023 đều thành hiện thực. Và năm 2023 bác sĩ Phong UST Hải Phòng sẽ tiếp tục phấn đấu nỗ lực và hỗ trợ tập đoàn UST phát triển và huy động được thật là nhiều vốn cho tập đoàn UST, để khi tập đoàn UST có vốn thì sẽ sớm hoàn thiện về mặt công nghệ để đưa cái công nghệ này vào thực tế cuộc sống, cũng như là có vốn để đối ứng với các dự án thương mại mà chúng ta đã ký kết trong năm 2022 và sẽ được thực hiện trong năm 2023. Vì vậy, mục tiêu của bác sĩ Phong là năm 2023 sẽ lên top expert. Vì vậy, xin nhờ tất cả các cô chú, anh chị em, cổ đông ở Việt Nam có những cái kiến thức hay, có những cái kỹ năng giỏi, hãy giúp đỡ bác sĩ Phong UST Hải Phòng để bác sĩ Phong có thể đạt được mục tiêu của mình là lên top expert giống như top Minh Tuyến. Đó là mục tiêu của bác sĩ Phong. Và trong năm 2023, 2022 thì bác sĩ Phong cũng có những cái thành quả, tức những thành quả nhất định trong sự nghiệp của mình. Thì về mặt gia đình thì cũng đã có cái tổ ấm, đã xây xong một cái nhà mới để cho gia đình ở, và tầng 1, tầng 2 thì cũng đã cho thuê được với giá là 45 triệu 2 tầng, tầng 1, tầng 2. Đó cũng là một nguồn thu nhập thụ động mà bác sĩ Phong đã xây dựng được cho gia đình mình. Rồi hệ thống nha khoa của bác sĩ Phong thì cũng phát triển và ổn định, không có sự tăng trưởng nhiều vì bác sĩ Phong không tập trung mở rộng hệ thống nha khoa nữa, nhưng đang tập trung mở rộng hệ thống đối với tập đoàn UST, phát triển đối tác với tập đoàn UST. Và trong năm 2023 vừa rồi thì Phong cũng đã kết nối được tương đối là nhiều các cô chú anh chị em hiểu và đã ra quyết định đầu tư vào tập đoàn UST. Và đặc biệt là những tháng cuối năm thì Phong cũng đã tập trung đi xây dựng hỗ trợ các thị trường ở tất cả các tỉnh, trong đó có một chuyến hỗ trợ cho thị trường Nghệ An, Huế và Đà Nẵng. Tại đó thì Phong được gặp rất nhiều các cô chú anh chị em trong cộng đồng UT, những người vô cùng chất lượng, vô cùng trí tuệ và vô cùng ấm áp yêu thương. Và đó là những cái thành quả của bác sĩ Phong đã đạt được trong năm 2023 vừa rồi, 2022 vừa rồi. Còn 2022 thì với tập đoàn UT cũng là một năm gặt hái rất là nhiều thành công. Mặc dù đã trải qua cái giai đoạn là dịch Covid-19 vào năm 2020 và 2021, tuy nhiên tập đoàn của chúng ta vẫn tiếp tục phát triển,
vẫn tiếp tục phát triển, đặc biệt là đang phát triển ở thị trường Trung Đông, đang thị trường Trung Đông. Và chúng ta tập đoàn UT đang không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi dịch, mà chúng ta vẫn có thể xây dựng ở trên công trường ở bên Trung Đông, bên UAE và SARA, và chúng ta đang dần từng bước hoàn thiện cái công viên công nghệ để sau này có thể là nơi sẽ chuyển giao công nghệ UST trên toàn thế giới, khi tất cả các quốc gia mà muốn gì ạ, muốn ký kết hợp đồng xây dựng tập đoàn xây dựng công nghệ UST cho quốc gia mình, thì các lãnh đạo các chính phủ sẽ tới với lại SARA, tới với Dubai để có thể tham quan trải nghiệm cái công nghệ của chúng ta, và từ đó sẽ ký kết những cái hợp đồng thương mại ở các quốc gia. Và với nỗ lực của ban lãnh đạo cũng như là sự nhiệt huyết của chủ tịch và vợ chủ tịch là tổng giám đốc, thì chúng ta đã ký kết được rất nhiều các hợp đồng thương mại và với giá trị vô cùng lớn, và đó là những cái khối lượng công việc khổng lồ mà chúng ta sẽ làm ở Nga ở năm 2023. Chính vì vậy nên là bác sĩ Phong cũng như tất cả các cổ đông, những top expert, những người tâm huyết với tập đoàn UT mong muốn tất cả các cô chú, các anh chị đang là cổ đông hãy tích cực hơn nữa để có thể huy động được những cái nguồn vốn về với tập đoàn, để tập đoàn có cái vốn để đối ứng với các dự án thương mại cũng như là để hoàn thiện công nghệ của chúng ta tại UAE. Và niềm vui nữa với cái của chúng ta ở bên Belarus mà tất cả các cô chú, các anh chị đã được truyền đạt qua cái chuyến đi của 60 cổ đông trong tháng 10 năm 2022, đúng không ạ? Là các cô chú, các anh chị cổ đông Việt Nam đã sang trực tiếp tập đoàn bên Belarus và trải nghiệm cái công nghệ của chúng ta bên Belarus, thì chúng ta thấy có một sự tăng trưởng rất là tốt, mặc dù là Nga với lại Ukraine vẫn tiếp tục căng thẳng, và điều đó cũng có ảnh hưởng một phần tới biên giới cũng như là quốc gia của Belarus, điều đó cũng sẽ ảnh hưởng một phần tới sự phát triển của tập đoàn UT ở bên Belarus. Tuy nhiên, chúng ta nhìn thấy rằng Belarus, tại Belarus, tập đoàn UT đã phát triển một cách rất nhanh chóng. Bởi năm 2019, khi bác sĩ Phong cùng với 26 cổ đông sang bên Belarus, thì khi đó cái công viên công nghệ Eco Technopark của chúng ta để trải nghiệm những cái con tàu tại đó thì chỉ có là 36 hecta thôi thưa anh chị, chỉ có 36 hecta thôi. Nhưng ngày hôm nay thì 2022 các cô chú, các anh chị cổ đông sang thì chúng ta đã mở rộng đến hơn 200 hecta rồi, mở rộng gấp bao lần nào, gấp 6 đến 7 lần. Đó có phải điều tuyệt vời hay rất tuyệt vời của năm 2022 ạ? Rất tuyệt vời, đúng không các anh chị? Vâng, đó là một điều rất tuyệt vời. Và trong hệ sinh thái đó, chúng ta đã bổ sung được những cái đường ray mới, những con tàu mới và những cái mô hình kinh doanh mới, nó nằm trong cái hệ sinh thái của chúng ta, giống như là hệ khu sinh thái nghỉ dưỡng đó. Và chúng ta đã được xem top expert Kim Thơ, Đặng Công, Minh Tuyến và rất nhiều các anh chị em cổ đông khác đã truyền hình trực tiếp cho chúng ta biết cái sự phát triển của tập đoàn của chúng ta ở bên Belarus. Và đó là cái sự chúc mừng của chúng ta, đúng không ạ? Rất chúc mừng chúng ta với một cái công viên vô cùng lớn, hơn 200 hecta thì không phải nói là rất là lớn, đó là một cái rất là tốt. Cái thứ hai nữa là chúng ta đã hoàn thiện được cái khu tòa nhà trụ sở chính làm việc với trụ sở 9 tầng, đúng không ạ? Với rất nhiều các phòng ban để hoàn thiện được những cái khối lượng công việc khổng lồ mà những cái ý tưởng của người cha già kính yêu của chúng ta đưa ra. Thì bây giờ đội ngũ nhân sự với hàng nghìn kỹ sư nhân sự đang ngồi đó làm việc để thực hiện hóa được cái ý tưởng mà của người cha già kính yêu chúng ta đưa ra, đúng không ạ? Và đặc biệt mà bác sĩ Phong thấy nữa, năm 2022 và 2021, mặc dù dịch như vậy nhưng ngài chủ tịch của chúng ta làm việc vô cùng năng động, vô cùng nhiệt tình. Ngài đã dành 2/3 quãng đường của mình ở trên các chuyến bay để làm việc với tất cả các chính phủ các nước để có thể đem về những cái hợp đồng thương mại rất là lớn, mà chúng ta sẽ được biết nó trong năm 2023 chúng ta sẽ làm cái gì. Và cũng có một cái nữa là kế hoạch trong năm 2023, theo như chủ tịch bật mí, thì có thể chúng ta sẽ có những cái nguồn lợi nhuận từ cái việc các hợp đồng được ký kết cũng như là các mô hình kinh doanh mà chúng ta đang hoàn thiện, thì có thể sẽ trích một phần lợi nhuận cho cái việc là chi trả cổ tức cho các cổ đông đã đóng góp những cái công sức cũng như là cái tiền bạc của mình để ủng hộ cái công nghệ này. Thì đấy cũng là một điều rất là nỗ lực tuyệt vời mà chúng ta đã đạt được trong năm 2023. Và đặc biệt trong 2023 thì các anh chị thấy là có một cái dự án
đình đám mà được chính phủ Ả Rập Xê Út công bố, đó là quần xây dựng một cái gì ạ, quần thể thành phố rất là mới ở án này ông ạ. Và trong đó có một cái hợp phần đó là gì ạ, là thành phố Zonai, là cái thành phố tuyến tính, là một cái thành phố sẽ phát triển hoàn toàn khác với lại tất cả các thành phố trên thế giới này. Cả các thành phố trên thế giới này chúng ta đang phát triển bằng cách là gì ạ, xây dựng thành phố ở dưới mặt đất, phát triển từ trung tâm theo hình ô bàn cờ hoặc là theo hình gì ạ, hình mạng nhện để phát triển ra xung quanh. Việc phát triển như vậy thì thứ nhất là cái hệ thống giao thông nó không thể thể tốt được, vì nó đan chen như vậy thì nó rất rất khó có thể di chuyển ở tốc độ cao và nó không an toàn cho cư dân sống ở đó, và chiếm rất nhiều cái diện tích đất ở trên bề mặt. Điều đó làm cho ảnh hưởng đến đến môi trường. Thì ở Ả Rập Xê Út đưa ra một cái dự án là xây thành phố Zonai. Zonai là đường thẳng đó, thành phố không phát triển theo hình ô bàn cờ hay là hình mạng nhện nữa, mà phát triển theo chiều cao và chiều thẳng. Vì vậy đi từ đầu thành phố đến cuối thành phố với quãng đường khoảng 130 km thì cũng chỉ mất khoảng 30 phút đến đến 1 tiếng thôi, rất nhanh, và các khu được nối với nhau một cách liên hoàn, một cách liên hoàn tạo điều kiện thuận lợi vô cùng trong quá trình di chuyển. Và trong cái hợp phần đó có thể sẽ sử dụng công nghệ giao thông thông minh Skyway, UST Skyway của chúng ta. Thì đấy là cái mà Phong nghĩ là gần như chủ tịch thì có thể chưa nói rõ ràng, nhưng chúng ta đoán được rằng đó có thể là một cái dự án thương mại rất là khổng, rất là lớn mà khi chúng ta đạt được cái thỏa thuận đó. Ngoài ra thì cũng còn rất nhiều cái công việc mà chúng ta đã đạt được ở bên Eco Technopark, ở bên Eco Home ấy, ở bên Dubai và Sharjah ấy. Thì chúng ta thấy rằng các cổ đông của chúng ta sang đã nhìn thấy, chứng kiến được cái thành quả mà tại công viên đó chứng minh rằng chúng ta hoàn toàn có thể trồng cây được trên sa mạc và cho năng suất thu hoạch cũng rất cao nhờ cái mùn vi sinh của chúng ta. Nếu các anh chị thấy cái ngôi nhà duy nhất tại Sahara, tại sa mạc, đúng không ạ? Tại sa mạc mà cái ngôi nhà đó của chúng ta được xây dựng bằng bằng gỗ, và xung quanh cái ngôi nhà đó và cả trong ngôi nhà đó cũng như là trên mái cái ngôi nhà đó đều có rất nhiều cây xanh. Và các anh chị nên nhớ là để sở hữu được một cây xanh ở bên sa mạc, ở bên Sahara hay UAE là rất đắt và rất khó, nhưng chúng ta không phải là một cây mà vô cùng nhiều cây, đúng không ạ? Đó chính là một cái chiến lược phát triển tiếp theo, một cái thị trường vô cùng tiềm năng, đó là gì ạ, là khai thác được sa mạc. Và tôi nhớ đâu đó trong một cái tài liệu nào đó là tôi đã đọc được là chính phủ Dubai sẽ xuất khẩu nông sản, đúng không ạ, bằng cách trồng nông sản trên sa mạc, trồng cây trên sa mạc có thể có thu hoạch lớn. Thì nếu như đúng là tôi đã đọc được cái kia đó mà chính phủ của các nước có sa mạc mà ký kết và sử dụng cái mùn sinh học của chúng ta, thì đó là những cái hợp đồng thương mại vô cùng lớn, và cái đó thì thực hiện rất nhanh và tiền về cũng sẽ rất nhanh. Đó là những ý tưởng mà anh chị có nghĩ là điên rồ không ạ, là hoang đường không ạ? Những cái nước sa mạc mà có gì ạ, có cái nền nông nghiệp phát triển, có cái có thể có cái những xuất khẩu được sản phẩm nông nghiệp thì đó thực sự là hoang đường, đúng không ạ? Nhưng họ làm được, Israel cũng đã làm được. Israel nó chỉ có bởi một cái hệ thống tưới tiêu nhỏ giọt thôi, nó đã tạo lên một cái gì, sự thần kỳ trong lĩnh vực nông nghiệp ở Israel, đó là hệ thống tưới nhỏ giọt của Israel, lúc nào cũng nhỏ giọt từng chút một làm cho cái cây ạ, cây cần nhiều nước chứ con thể như cơ thể chúng ta đó, cơ thể chúng ta 70% là nước, đúng không ạ, và cây cũng như vậy. Vậy là nước rất quan trọng, nhưng chúng ta sẽ có cả nước và có cả chất khoáng thông qua cái mùn vi sinh đó, nó sẽ tái tạo và nó tạo ra những cái chất khoáng rất là tuyệt vời để cung cấp chất dinh dưỡng cho những cây đó tăng trưởng, và khi đó thì nông nghiệp đương nhiên có thể làm được ở trên sa mạc, đúng không ạ? Rồi thì đấy là những cái điểm qua những cái thành tựu của năm 2022 với tập đoàn OT. Tuy nhiên còn rất nhiều cái bí mật mà chỉ thực sự những người như top expert Minh Tuyến, những người như Triệu Tâm, những người như Đạt Hùng, những người thực sự phải hiểu rõ về tập đoàn mới có thể bật mí một cách chính xác cho các cô chú anh chị được. Vì vậy
Bác sĩ Phong sẽ tiếp tục mời những top expert, những người có trí tuệ, những người có thông tin nhanh nhất, chính xác nhất của tập đoàn OT một ngày gần nhất sẽ lên để chia sẻ, trao đổi lại, bật mí lại cho các cô chú anh chị, để các cô chú anh chị có thể hiểu hơn được rằng tập đoàn của chúng ta đã có những cái thành công nào vào năm 2022 và có những kết quả và dự định gì cho 2023 trong video tiếp theo của bác sĩ Phong UT Hải Phòng nhé. Và các cô chú các anh chị hãy tiếp tục thả like, thả tim và share video này về cho các hội nhóm mà trong đó có các cổ đông UT cũng như là những người đang quan tâm tới công nghệ của chúng ta, để chúng ta cùng lan tỏa cái công nghệ này một cách nhanh nhất, một cách tốt nhất, huy động được nhiều vốn nhất để tập đoàn có tiền để đối ứng và sớm đưa cái công nghệ này vào cuộc sống. Và đó chính là thành công của mỗi chúng ta. Khi tập đoàn thành công thì tất cả chúng ta sẽ cùng thành công, đúng không ạ? Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các cô chú các anh chị trong video tiếp theo. Hãy like, share cái video này cho các người, những người mà cô chú anh chị nghĩ rằng đó là cần thiết, đúng không ạ? Vâng, xin chúc tất cả các cô chú các anh chị và các bạn có một bữa trưa thật là ngon miệng, một bữa tất niên ngày cuối năm bên gia đình, bên đồng nghiệp và bên những người thân yêu của mình một cách thật là nhiều niềm vui, ý nghĩa. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.